Hôm nay Tám đi có việc ở dưới Scarborough, thế là Tám đi qua cái khu này, Tám thấy có cái tiệm nail, thế là Tám vào Tám hỏi thì ngay ra là chị là người Việt Nam, thế đâm ra mình bên này thì đang cái dịch, nên đâm ra mình vào mình xin chị để chị chia sẻ về cái tiệm nail mùa dịch này, có chia sẻ với các bạn. Thế là chị cho mình hỏi chị ấy. Thì bây giờ em hỏi chị là chị chia sẻ giúp em cái là cái tiệm nail này chị mở lâu chưa chị? Chị mở tiệm nail này được có khoảng 13 năm rồi em. 13 năm. Thì cái mùa dịch này thì mà có phải đóng tháng nào không chị? Mùa dịch này thì mình nghỉ từ giữa tháng 3 đến cuối tháng 6 ấy, thì mình được 3 tháng chính phủ hỗ trợ cho mình là 75%. Thì mình chỉ có trả có 25% tiền rent thôi. Thì coi như là nghỉ mất 3 tháng xong quay lại làm. Mình quay lại làm là ngày 24 tháng 6. Thì lúc mà mình quay lại thì tiệm có đắt khách không? Có đắt khách như hồi xưa không hay là... Nói chung là mình mới đầu thì mình quay lại thì cũng tiệm cũng ok, nhưng mà nó cũng ok được một tí. Thì đến khi mà nghe tin ở trong Kingston ấy, có một cái tiệm nail nó bị COVID ấy, đâm ra cái số lượng khách nó sẽ giảm xuống. Đến ngày hôm nay thì nói chung là tiệm cũng vắng lắm, chậm, bởi vì là nó cái khu kia nó vẫn còn ảnh hưởng, nên ra là cũng so với những cái năm trước thì không thể nào nói nào mà ngược, mà quá là chậm, quá chậm. Thế bây giờ thì tiệm thì vẫn khách vẫn vào bình thường nhiều người hay là nó chỉ hạn chế người hay như thế nào chị? Khách thì bây giờ rất là hạn chế, nó maximum ấy là nó chỉ cho là 5 người thợ, kể cả chủ là 5 người và 5 người khách là tất cả là 10 người. Còn nếu mà vào số lượng đông ấy thì mà dùng một cái mà CT nó đến kiểm tra sẽ phải rất là lắm. Thì thông thường tiệm chị thì là khách là người Tây hay người Việt hả chị? Nói chung là khách ở đây thì nói chung nó ngoại thành phần hơn, đa phần là Tây, đa phần là người da trắng, người da đen. Là khu chị là người da, có cả người da đen? Khu chị hả? Khu chị thì đa phần là người của Trung Đông, nhưng mà khách của chị thì đa phần là da trắng, da đen này. Thì thông thường là cái mùa này thì khách nó tới nó làm là người nó đi tiệc hay là đi hay là người ta làm theo cái kiểu người ta làm quen thì là người ta quay lại cái chu kỳ. Khách ở đây thì đa phần nó quay lại chu kỳ thôi, bởi vì lại bây giờ cái COVID ấy thì hầu như là không có tiệc đâu, chỉ là quay lại theo chu kỳ người ta làm. Bên này khách toàn là khách viết khách regular của mình á, khách quen thôi, chứ còn mà khách walk in như ngày xưa nên như chúng tôi dần là rất là hiếm. Tiệm chị bao nhiêu thợ chị? Tiệm của mình hiện giờ có 1 thợ. Bởi vì là COVID này cũng không... COVID này rất là chậm, nhiều khi một thợ đấy mà còn không có đủ khách để cho người ta làm. Thế bây giờ thì chính phủ hiện tại vẫn hỗ trợ tiền thuê mặt bằng cho chị hay là... Sau khi mình đi làm trở lại thì là mình hết cái tiêu chuẩn là hỗ trợ của chính phủ. Trừ khi là chính phủ hỗ trợ thêm ấy, là cái thu nhập của mình ấy là phải dưới 75%. Mình lỗ là dưới 75%. Thì mình mới được chính phủ hỗ trợ. Còn nếu như mình đạt được cái tiêu chuẩn là 75% ấy thì mình sẽ không được hỗ trợ nữa. Em có nghe thấy là lần trước là được Covid-19 này thì ai chính phủ cũng hỗ trợ cho 2.000 một tháng. Thì nếu mà chị là chủ thì chính phủ có hỗ trợ cho chị 2.000 một tháng không? Có chứ, tại vì mình cũng đóng cửa nhà như mọi người mà. Mình cũng business này nó gọi là family business thôi. Thì mình nghỉ ở nhà thì mình cũng là một người công nhân, thì mình cũng được cái chính phủ người ta hỗ trợ cho mình 2.000 chứ. Nhưng mà khi mình quay trở lại thì là mình vẫn cứ phải đóng thuế rồi đóng tiền rent các thứ y chang như ngày xưa thôi. Nhưng mà cái income thì rất phát là nó xuống, là nếu mà nó xuống vượt đến 75% thì mình vẫn được cái 75%. Là chị nói rõ là 75% là như thế nào? 75% là tức là cái tổng thu nhập của mình trong cái tháng đấy. Trong những cái tháng đấy bây giờ chị cứ nói rõ dẹt là ví dụ một tháng là income nó là bao nhiêu tiền và dưới 75% là như thế nào thì là được hỗ trợ. Lấy một cái ví dụ thôi. Ví dụ như là bây giờ bình thường nhé, một tháng mà mình bây giờ mình thu nhập được khoảng là 10.000 một tháng đi, ví dụ thế đi. Mà bây giờ mình chỉ thu nhập được chỗ khoảng như là 3.000, 4.000 đấy thì là mình cũng vẫn được hỗ trợ. Nhưng mà nếu mình vượt qua được con số đấy thì mình sẽ không được nữa. Tại vì chính phủ nó chỉ hỗ trợ cho những cái business nào mà nó quá là đau ấy thì mới được. Còn để bình thường là không được nữa. Mà mình chỉ được 3 tháng thì mình ở nhà thôi.
là được chính phủ hỗ trợ cho là 75%. Thế nếu như mà trong mùa dịch này mà không đủ income cho người thợ thì chính phủ nó có hỗ trợ tiền cho người làm không chị? Mình nghĩ là chắc là có đấy. Mình nghĩ là chắc là có. Nhưng mà cái này thì mình cũng chưa rõ lắm. Nhưng mà mình nghĩ là sẽ có. Thì đó thì công nhân ấy thì nhiều khi chính phủ người ta nếu như mà ngày xưa mà bắt đầu từ lúc có Covid ấy, sau Covid ấy, nếu mà mình công nhân đi làm ấy mà 900 trở xuống thì sẽ được chính phủ coi như là bù cho thêm một cái khoản tiền là cỡ khoảng như là bằng mấy cái income này trước Covid. Là ví dụ như mình trả cho công nhân là một tháng ngày xưa đi, ví dụ nhá là 2.000 một tháng, nhưng mà đến bây giờ mà công nhân mà làm cỡ khoảng còn 800-900 một tháng thì cái số thiếu còn lại là chính phủ người ta sẽ bù cho, người ta sẽ bù cho. Trong cái thời điểm dịch này ấy, thì cái chị thuê cái mặt bằng này thì chủ cái mặt bằng này là người ta có hỗ trợ chị, người ta có giảm tiền bớt hàng tháng cho chị hay không ạ? Có chứ em. Đấy như là chị nói đấy, là được 75% ấy thì là chính phủ nó cho 50%, còn chủ pha già nó cho 25%, còn lại 25% là của mình. Thì là tổng cộng vào thì là 50% của chính phủ với lại chủ pha già 25%, đó là 75% đó. Còn mình chỉ trả... Còn mình chị ngoài 25%. Thì như là chị thuê căn mặt bằng này thì bao tiền một tháng này chị? Chị thuê căn mặt bằng này là 2.200 một tháng, là chưa có điện nước, tất cả các thứ là chưa có, nên là chỉ có tiền rent không thế đấy. Còn nếu là tổng cộng tiền rent rồi tiền tất cả các loại bill, bảo hiểm các thứ vào thì chị cứ tính khoảng cái rent của cái tiệm này là vào khoảng 2.600-2.700 một tháng. 2.600-2.700 thì là chính ra là chính phủ hỗ trợ và chủ bà la già người ta cũng hỗ trợ, thì chị chỉ trả khoảng 500. Hơn 500. Hơn 500 một tí. Cứ gọi là 500. Gọi 500. Thì là bây giờ hiện tại là người ta hỗ trợ, người ta có nói đến hỗ trợ đến khi nào không hay là? Không, chỉ có 3 tháng thôi. Sau cái 3 cái tháng mà khi mình đi làm ấy, mà khi income tổng thu nhập của mình ấy mà nó xuống dưới 75% ấy thì mình sẽ được chính phủ hỗ trợ tiếp. Còn nếu mà nó qua cái 75% ấy thì là mình sẽ không được nữa. Như hiện tại bây giờ thì người ta có hỗ trợ được không? Bây giờ thì trước mắt là không. Bây giờ là tất cả các thứ là mình phải bỏ ra như lúc đầu, như là lúc chưa có Covid thôi. Thế mà bây giờ mà dịch như này và tiệm chậm như này thì mình trang trải có đủ không chị? Thì cũng phải chịu thôi. Tại vì cũng phải có lúc này lúc nọ, mình phải chịu chung cho tất cả mình. Nói chung là chẳng phải riêng mình chịu đâu. Nói chung là cái này ấy, nó là cái gọi là mình gọi như nào, gọi là cái nghiệp chung của thế giới. Chúng ta phải đồng cam cộng khổ với nhau thôi, mỗi người bỏ ra một chút. Chứ bây giờ thì mình đâu biết kêu ai, bởi vì ai cũng giống ai mà, mình đâu biết kêu ai đâu. Thì mình chấp nhận thôi, mình chịu được đến lúc nào thì mình chịu, còn nếu mà mình không chịu nữa thì mình tự mình phải buông thôi. Chứ làm sao bây giờ làm gì có ai mà chịu cho mình mãi được, các bạn nghe. Chị có hay về Việt Nam chơi không chị? Chị hả? Trước kia thì chị cũng hay về, nhưng mà bây giờ cũng có khoảng 2-3 năm rồi chị không có về, bởi vì là cũng ngại lắm. Bởi vì là ông bà thì cũng chẳng còn nữa, chỉ còn có anh chị em thôi, thì lúc nào mình thi thoảng ấy thì mình về thôi. Chị về Việt Nam thì chị thấy cái cuộc sống Việt Nam bây giờ nó thay đổi thế nào chị? Và nó có khác gì mấy Canada nhà mình như thế nào? Nói chung là khác chứ em, khác nhiều chứ. Nếu mà không khác thì người ta bỏ tiền sang đây làm gì, đúng không? Khác là khác về điểm gì? Nói chung là nói nếu gì? Nói về khác thì nó khác về nhiều thứ lắm. Nói chung là cái cuộc sống của chị thì ở bên Canada này, chị rời nước đi thì cũng lâu rồi. Tính ra mình đi thì cũng 30 mấy năm rồi, 34-35 năm rồi. Nói chung là mình sống ở bên này thì là mình sống nó thật nhiều hơn, chứ mình không có thích sống ảo. Nhưng còn mình về Việt Nam ấy, mình không biết được, nhưng mà mình cũng không có thích đụng chạm đến người nào hết. Vì hết với lại hay là mình đi lâu rồi nên mình về ấy, thì mình cảm cái feeling của mình ấy nó khác đi. Mình ấy, thì bên này cái mình nói thật nó quen rồi, mình nói thật là mình nói thẳng nó quen rồi, chứ mình không có kiểu như là mình về Việt Nam thì nhiều khi mình cứ phải đi nhìn người nọ người kia, mình xem ý người ta nói chuyện như nào để mình nói theo, và cái đấy là mình không còn quen nữa. Mình sống ở bên này cái mình cứ bộc nó quen rồi. Bởi vì mình cũng rời xa đất nước này từ cái nước mà mình còn rất là trẻ, mình mới có 24-25 tuổi, mà bây giờ mình gần 60 rồi đúng không? Thì mình cũng quá lâu rồi.
mình đi quá lâu rồi. Bây giờ chị cho em quay cái tiệm chị một tí được không chị? Ừ, cứ tự nhiên đi em, quay okay. đi. Đây, cái tiệm này của chị người Việt. À, xin lỗi chị, quê chị ở đâu nhỉ? Nói ừ, trời. Mình hả? Úi dồi ôi, thành phố Cảng, Hoa Phượng Đỏ đấy. Em cũng Hải Phòng đấy chị. Thế nên ai xem được video này mà ở Hải Phòng mà nhận được chị ra này thì là comment bên dưới nhé. Thì chị này là chị ở Hải Phòng như chị ở đâu ạ? Rồi nói về Hải Phòng, nói vườn trẻ thì ai cũng biết nhờ. Đấy, nhà mình ngay vườn trẻ đấy. Vườn trẻ chợ con đúng không? Vườn trẻ là nhà mình, còn chợ con thì là nhà chồng. À, ừ. Ok. Bây giờ mình quay tiệm của chị đây này. Tiệm mà thì rất chi là khang trang, mà rất chi đẹp nha các bạn. Mà đó, đây là giá cả thì bên mình thì bao giờ đi vào tiệm thì nó cũng có một cái bảng giá như này các bạn đó. Có cái cây hoa này đẹp quá trời luôn ha. Cái tiệm chị rất là khang trang đẹp. Thì cũng nhỏ, tiệm nhỏ nhỏ thôi chứ cũng không lớn, cũng 4 ghế spa, 4 bàn, rất là ấm cúng mà đẹp khang trang. Đó. Đang cái mùa dịch nên nó cũng chậm chị nhỉ. Ừ, cũng không có. Nhận em ơi, nó là nghiệp chung của toàn thế giới, đâu phải riêng ai đâu. Vâng. Đâu giờ cái kêu ai đâu, chả biết kêu ai cả. Ok, em cảm ơn chị nhiều nhé. Hôm nay mới có duyên gặp chị.